Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón các bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập hành trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới các bác anh chị có được vận trình bề trên ban phúc, đón cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban tổ chức Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay hữu ích thì hãy like chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tổ chức chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý bác anh chị, đó chính là nội dung như sau. Thất bại chẳng đáng là chi, lâu rồi sẽ thấy đây là thường thôi, chắc chắn rồi sẽ bình an, tháng mới cố gắng chan hòa yên vui, giáp thìn cống hiến chẳng màng công danh, khởi đầu cuộc sống mong manh, chuyện lành sẽ đến thành công vang trời. Thần tài chỉ điểm. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, biết trước thiên cơ, gánh lộc về nhà, phát tài phát lộc, giàu nhanh như vũ bão trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Minh Đường Tử Vi. Trong chuyên mục Tử Vi hàng tháng mới nhất của 12 con giáp ngày hôm nay, thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, thoáng chốc chúng ta đã bước sang tháng 5 theo lịch dương, tất cả chúng ta vẫn đang rất bận rộn với guồng quay của cuộc sống, mong muốn tìm kiếm cho mình nhiều vận may cùng những thời cơ tốt để thực hiện được các dự định cùng với những kế hoạch của bản thân mình. Và trong số 12 con giáp thì mỗi người đều có những vận số khác nhau và tùy vào từng quãng thời gian khác nhau trong cuộc đời mà có thể gặp được những phúc họa trời ban mà chúng ta không thể lường trước được. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, dựa vào việc phân tích các cung mệnh cũng như lá số tử vi của các con giáp trong vòng trường sinh và vòng vận thập bát cục, chúng ta có thể phần nào đoán được về vận mệnh của các con giáp trong tương lai gần. Theo những lời dự ngôn mới nhất trong 2 tháng tới đây, cụ thể đó là tháng 4 và tháng 5 âm lịch thì con giáp tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ đón song hỷ lâm môn, trước thì có thần tài đem phú quý, sau lại được quý nhân chứng nhân duyên, vẹn cả đôi đường. Và để nắm rõ được vận mệnh của mình trong năm 2024, thì xin mời quý cô bác hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết video ngày hôm nay của chúng tôi. Thần tài chỉ điểm tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, biết trước thiên cơ, gánh lộc về nhà, phát tài phát lộc, giàu nhanh như vũ bão trong 2 tháng, 4 và 5 âm lịch. Đầu tiên, sơ lược về cuộc đời Giáp Thìn 1964. Vốn trời sinh những người tuổi Giáp Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định và không màng khó khăn, gian nan. Người tuổi Giáp Thìn vốn tham vọng một cuộc sống quyền lực và có nhiều tiền. Vì vậy, họ luôn nỗ lực và cố gắng hết mực để tìm kiếm cơ hội thành công. Tuổi Giáp Thìn thường có vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng rất thu hút, bên trong thì lại ấm áp và tình cảm. Nên một khi ai tiếp xúc gần và hiểu được họ, thì cảm thấy họ rất tuyệt vời. Bước vào một giai đoạn nhất định cuộc sống tuổi Giáp Thìn sẽ được nâng lên tầm cao mới. Tình tiền viên mãn, không ai sánh bằng. Vốn dĩ tuổi Giáp Thìn trời sinh số sướng, khi phúc lớn, mệnh lớn, nhưng ở đời thăng trầm chẳng ai đoán trước được. Vẫn có những thời điểm, con giáp này phải chật vật đối mặt với thách thức mà cuộc sống đặt ra. Song khó khăn đến đâu, cũng không thể quật ngã con giáp mạnh mẽ này, bởi bạn luôn thông minh để tìm ra hướng đi phù hợp trong hoàn cảnh bế tắc. Giai đoạn trung vận trở đi chính là thời điểm để những chú rồng khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá nhiều vô kể. Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Giáp Thìn. Được thần tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả chính tài và thiên tài đều vây quanh. Điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn. Cả công việc chính cũng như nghề tay trái khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị. Từ trung vận và hậu vận, tuổi này sẽ đón nhận tới tấp những tin vui trong vấn đề tài lộc. Tiền tài càng thêm vượng phát, chính nhờ kiên nhẫn và nhiệt huyết. Những người này dễ dàng chinh phục được những khó khăn, thách thức ập đến, mở ra nhiều cơ hội thu tiền hốt bạc.
và năm Giáp Thìn 2024 cũng là chặng đường gian nan, thử thách của Giáp Thìn. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những cơ hội mở ra, đền đáp xứng đáng cho công lao nỗ lực của bạn. Chỉ cần Giáp Thìn luôn vững vàng niềm tin, lạc quan tích cực hướng về phía trước, thì năm 2024 sẽ là một năm đáng trân trọng của bạn. Người tuổi Giáp Thìn 1964 bước vào năm 2024 là năm trực thái tuế, trong phúc liền có họa, lại là năm cuối tam tai. Do đó bạn phải chịu những ảnh hưởng không mấy tích cực tới bản mệnh, phải chú ý nhiều hơn trong tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 8 và tháng 10 âm lịch. Theo tử vi năm 2024 xét về tài lộc, năm nay tuy người tuổi Giáp Thìn có làm ra tiền, nhưng tài chính lại bị hao tán và không tích lũy được như kỳ vọng. Việc hao tán chủ yếu là do chi tiêu và mua sắm cho bản thân hoặc thay đổi về nơi ăn, chốn ở. Xét về sự nghiệp, quý bạn tuổi Giáp Thìn năm Giáp Thìn mưu cầu về danh lợi hay sự nghiệp đều không được tốt, nên hạn chế thay đổi công việc. Bên cạnh đó, việc kinh doanh buôn bán cũng không nên tự mình đầu tư tiền bạc, hãy lấy bảo toàn vốn làm trọng. Có đầu tư thì nên tìm đối tượng tin cậy, có kinh nghiệm để hợp tác, sẽ có được kết quả tốt hơn. Về phương diện sức khỏe hay gia đạo, nhìn chung đều không mấy tốt lành. Năm nay người tuổi Giáp Thìn phải lưu ý bệnh huyết áp không ổn định, xương khớp yếu kém, ốm đau có thể lâu khỏi. Đi ngoài ra, khi nam nữ tuổi này xuất hành thì phải cẩn thận đi lại xe cộ và sông nước, cầu pha. Còn đối với gia đạo thì trong nhà xảy ra nhiều điều không như ý, mọi người mất đoàn kết, tình cảm có mâu thuẫn, cãi vã, bản mệnh hãy luôn nhớ bình tĩnh, dĩ hòa vi quý trong mọi việc, đừng để cảm xúc lấn át lý trí. Bạn là người thường nói nặng với người nhà, nhưng lại nhẹ nhàng với người ngoài, hãy luôn tiết chế cảm xúc của mình, vì người thân mới là những người đáng được trân trọng nhất quý cô bác nhé. Tuy nhiên, những khó khăn này chỉ xem như một bước thử thách lòng kiên trì của bản mệnh trên con đường làm ăn phía trước. Vì thế hãy cứ dũng cảm và mạnh mẽ vượt lên, thì may mắn đang ở phía cuối đường chờ đón bạn. Lội ngược dòng thành công ở phút chót, sự cố gắng của bạn sẽ đem về nhiều thành quả tốt đẹp. Sau đây là luận giải chi tiết trên các phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của cô bác tuổi Giáp Thìn trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp nhận thấy, bước vào 2 tháng, 4 và 5 âm lịch, người tuổi Giáp Thìn được đón tin vui trên nhiều phương diện cuộc sống, cả đường công danh, sự nghiệp, tài lộc và tình duyên của bản mệnh đều có những bước chuyển biến đáng kể. Nguyệt lệnh lâm quan đới xuất hiện là dấu hiệu tốt lành cho quá trình thăng tiến của con giáp này. Bản mệnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, làm gương cho người khác, nên được cả lãnh đạo cũng như đồng nghiệp, bạn bè yêu mến, đánh giá cao. Tử vi tuổi Giáp Thìn theo lịch âm cũng chỉ ra rằng đây chính là thời điểm thích hợp để con giáp này khẳng định giá trị bản thân, đặt những viên gạch vững chắc trên con đường thăng quan, tiến chức. Trên phương diện tài lộc, cô bác là người có con mắt tinh đời nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác, hạn chế được nhiều tổn thất không đáng có. Nếu mạnh dạn làm theo ý mình, Giáp Thìn có thể mở ra một lối phát triển mới, đem lại nhiều ích lợi cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh. Trong chuyện tình cảm, nhờ có ngũ hành tương sinh mà mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình vẫn luôn rất tốt đẹp, mọi người cổ vũ, động viên tinh thần để cô bác có thêm lòng tin vào bản thân và tiến về phía trước. Với người độc thân, cô bác cũng được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, hãy chấp lấy thời cơ này để cuộc sống sang trang mới, chớ nên vì công việc bận rộn mà lơ là yêu đương. Đầu tiên là tử vi tháng 4 âm lịch. Về sự nghiệp, tử vi tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho thấy vận khí tăng mạnh trong tháng mới, giúp kế hoạch của người tuổi Giáp Thìn diễn ra trôi chảy và thuận lợi vô cùng. Đồng thời, bản mệnh cũng sẽ có nhiều việc phải làm hơn, cơ hội tới dồn dập nên hãy tận dụng đúng lúc, đúng việc nhé. Tháng này Giáp Thìn được cả nguyệt lệnh lâm quan đới và sao Thái Dương chiếu mệnh, nên vận quý nhân vô cùng vượng. Dưới sự che chở của đối phương mưu sự dễ thành, cô bác thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay. Tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi. Công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần, đặc biệt, chức vụ, danh tiếng của bản mệnh ngày càng được củng cố vững vàng trong tập thể. Con đường công danh sự nghiệp thẳng tiến về phía trước, nhất là với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản hay người làm công chức nhà nước. Tháng này công việc càng thêm nhàn hạ và gặt hái kết quả tốt, cơ hội tiến thân đã đến. Hãy khéo léo hành xử biến những điều không thể thành có thể. Con giáp thông minh lanh lợi như cô bác chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn.
dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều có thể hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Với những ai muốn định hướng nghề nghiệp cho con cháu, thành lập công ty, khai trương cửa hàng, cửa hiệu, tháng này là thời điểm khá lý tưởng, tranh thủ tận dụng sức mạnh từ quan đới để đánh nhanh thắng nhanh, chắc chắn cô bác sẽ thuận lợi, khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển công danh sự nghiệp của bản thân. Dù vậy, vẫn nên tránh ngủ quên trên đỉnh vinh quang, tránh thái độ kiêu ngạo hay những quyết định nóng vội, kẻo vận may bay biến. Trong quá trình làm việc, dù vấp váp bất cứ trở lực nào cũng cần từ tốn, bình tĩnh để giải quyết, vừa khiêm nhường lại không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Có như vậy, cô bác mới không bị tụt hậu so với thế hệ trẻ hơn. Làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đó chính là bí quyết giúp bạn thành công hơn nữa. Vì thế, hãy dành chút thời gian để hoạch định các kế hoạch rõ ràng, sắp xếp lịch trình hợp lý, tinh thần vừa thư thái và dễ lại đạt hiệu quả cao. Về tài lộc, tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Giáp Thìn âm lịch dự báo, nhờ có tài tinh chính tài chiếu mệnh, vận may về tài chính cũng sẽ tới với những chú rồng trong tháng này. Các khoản thu nhập đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận, không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Với người làm kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn. Trước các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng đều diễn ra thuận lợi, bản thân cô bác được hưởng lợi không nhỏ. Hơn nữa, Thái Dương cát tinh báo hiệu, cô bác còn dễ gặp được quý nhân, đó có thể là khách hàng nam hoặc một người bạn kết giao lâu năm, mang tới cho Giáp Thìn các cơ hội đầu tư, làm ăn ngon nghè, lợi nhuận thu về không nhỏ. Những ai có ý định tìm hiểu một ngành nghề nào mới trong thời gian này, cũng nên quyết định nhanh chóng, vận khí đang lên, cơ hội đang nằm trong tay. Chỉ còn đường đi nước bước cụ thể ra sao, thì cô bác phải tính toán và lên kế hoạch cẩn thận, cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới. Tuy nhiên, cô bác vẫn cần cẩn thận với các loại giấy tờ, rà soát kỹ càng để tránh sai sót, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng còn liên quan đến kiện tụng, pháp luật, không thể chủ quan. Bên cạnh đó, cô bác cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính. Con giáp này dù có năng lực kiếm tiền, song vốn chi tiêu hào phóng, nên thường không tích góp được nhiều. Vì vậy, cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, khi đó bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Về tình duyên, tháng 4 năm 2024 âm lịch này, Nguyệt lệnh lâm quan đế ở Thìn không những mang tới tin vui về công danh sự nghiệp, mà còn mang lại cho bản mệnh mối nhân duyên tốt lành, được cát tinh trên cao phù trợ, tuổi Giáp Thìn tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử, sức hút cứ thế lan tỏa. Người độc thân đừng quá ngạc nhiên, khi thời gian này bạn sẽ có nhiều vệ tinh vây quanh, không ít kẻ đưa người đón, những cặp vợ chồng kết hôn đã lâu, tình cảm cũng như được hồi sinh, cả hai dành nhiều thời gian chia sẻ công việc nhà, cùng nhau hoạch định những việc cần làm cho tương lai. Gia đạo hài hòa êm ấm, giúp tinh thần bản mệnh thoải mái và thêm cố gắng, hăng hái vì gia đình. Về sức khỏe, tình hình sức khỏe tuổi Giáp Thìn duy trì ở mức ổn định, nhìn chung thể trạng của cô bác không xảy ra biến động lớn, có chăng chỉ là vì thời tiết giao mùa biến đổi thất thường, khiến bản mệnh mắc các triệu chứng cảm cúm thông thường. Bên cạnh đó, đôi khi cô bác cũng khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do làm việc quá sức hay sinh hoạt không điều độ. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao, đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng cần chăm chỉ rèn luyện. Thứ hai là tử vi tháng 5 âm lịch. Về sự nghiệp, con đường sự nghiệp của người tuổi Giáp Thìn đang có những bước phát triển rực rỡ trong khoảng thời gian này. Bản mệnh có thể chinh phục được nhiều mục tiêu đã đặt ra từ trước đó, khiến nhiều người ngưỡng mộ, thậm chí xác định được hướng đi mới cho mình. Nguyệt lệnh quan đới phù trợ, người làm công ăn lương được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Quá trình bắt đầu có thể cô bác sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dần dần bản mệnh sẽ bắt đầu làm quen tay và hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Đây chính là cơ hội để Giáp Thìn khẳng định bản thân, giành lấy cơ hội thăng chức, tăng lương đấy. Với người làm lãnh đạo, cô bác có thể đưa ra được nhiều quyết định chính xác, giúp tập thể vượt qua lối mòn và tìm ra hướng đi mới phù hợp. Bản mệnh có thể truyền được nguồn năng lượng tích cực của mình cho cấp dưới, khiến mọi người đều làm việc với tinh thần lạc quan, tích cực, hướng tới một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, dù có gặt hái thành công, Giáp Thìn cũng chớ nên kiêu ngạo hoặc ngủ quên trên chiến thắng. Dù tài giỏi thế nào,
cô bác cũng vẫn sẽ có những lúc sơ suất hoặc có những lúc chưa nhìn nhận đúng về sự việc. Theo tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Giáp Thìn âm lịch chỉ ra rằng, hãy thường xuyên lắng nghe người khác, đừng vội đưa ra những quyết định chủ quan kẻo đẩy bản thân vướng vào rắc rối. Về tài lộc, vận trình tài lộc của người tuổi Giáp Thìn cũng có nhiều điểm sáng đáng kể trong tháng 5 âm này. Bản mệnh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vào sức lao động của chính mình, càng chăm chỉ bao nhiêu, đồng tiền lại càng chảy về túi nhiều bấy nhiêu. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng. Cấp trên muốn khuyến khích tinh thần để cô bác có thể tiếp tục cống hiến trong tương lai. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có những đánh giá chính xác về xu thế thị trường, cũng như tiềm lực của bản thân, nên nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể. Đây là thời điểm rất thích hợp để cô bác ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất của mình. Dịch mã xuất hiện cho thấy, càng chăm chỉ, cần cù bao nhiêu, cô bác sẽ càng thu được thành quả xứng đáng bấy nhiêu. Vì thế, dù làm công việc gì đi nữa, nếu đã muốn phấn đấu làm giàu, Giáp Thìn hãy cứ xông xáo, bồn ba, đừng ngại mệt nhọc, thành quả nhận được sẽ rất xứng đáng với công sức mà cô bác đã bỏ ra. Bên cạnh đó, trong quá trình di chuyển, làm quen, sẽ giúp cô bác dần dần rèn luyện bản lĩnh, bổ sung kiến thức, không chỉ giúp ích cho thời điểm hiện tại, mà còn là ở cả tương lai. Về tình duyên, tháng năm này, người tuổi Giáp Thìn có cơ hội được đón nhận hạnh phúc, cốt là bản mệnh có mở lòng với mọi người xung quanh hay không mà thôi. Người độc thân với những thành tích xuất sắc trong công việc, dễ lọt vào mắt xanh của người khác giới. Bên cạnh đó, bạn bè, người thân cũng sẵn sàng giới thiệu cho bản mệnh những đối tượng triển vọng. Trên thực tế, có thể công việc bận rộn sẽ chiếm hết thời gian riêng tư của cô bác. Đồng thời bản mệnh cũng không quá coi trọng chuyện tình cảm, nên bản mệnh thường tìm cớ từ chối mọi người xung quanh. Chuyện tình cảm có khởi sắc hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Giáp Thìn vào thời điểm này. Với người đã lập gia đình, nửa kia chính là động lực để bản mệnh cố gắng mỗi ngày. Những lời quan tâm, cổ vũ của đối phương đem lại cho cô bác rất nhiều sự tự tin và quyết tâm. Nhờ có người bạn đời của mình mà cô bác không ngại đối diện với thử thách và chinh phục mục tiêu đã đặt ra. Cuộc sống hàng ngày không tránh khỏi những giận hờn, cãi vã, song vợ chồng Giáp Thìn sẽ không để chiến tranh lạnh xảy ra quá lâu. Ai cũng sẵn sàng hạ kết tôi cá nhân của mình xuống để làm lành trước với đối phương. Nhờ thế mà quan hệ đôi bên lúc nào cũng khăng khít, ngọt ngào. Về sức khỏe, xem tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Giáp Thìn âm lịch thấy, một tin mừng nữa là tình hình sức khỏe của bản mệnh khá tốt. Cô bác luôn cảm thấy hăng hái, tràn trề động lực để làm việc và cống hiến. Tuy nhiên, dù ở độ tuổi nào, Giáp Thìn cũng chớ nên bắt bản thân làm việc quá sức. Dù mọi việc đang đi đúng hướng, cô bác cũng cần cho phép mình được nghỉ ngơi, bởi thành công cũng chẳng thể đến trong một sớm một chiều. Con giáp này có thể tích cực tham gia những hoạt động tập thể, vừa khiến cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, vừa giúp bản mệnh mở rộng được các mối quan hệ xã giao, giúp ích cho sự nghiệp hoặc con đường tình duyên. Vâng thưa quý vị, sau tuổi 60, hơn nửa cuộc đời đã trôi qua, nhiều câu chuyện, con người trong cuộc sống của chúng ta đã đến và đi, nhìn lại quá khứ. Nhiều người già không khỏi xúc động, tiếc nuối. Khi ấy, liệu điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời? Đó có phải là tiền tài, danh vọng hay con cái? Thái độ tốt là nền tảng của hạnh phúc. Trong cuộc sống của chúng ta, có thể nói tâm lý là điều quan trọng, quyết định vận mệnh và hạnh phúc. Trong chặng đường dài của cuộc đời, tiền bạc và sự nghiệp mặc dù cũng rất cần thiết, nhưng chúng chỉ có thể đáp ứng được những nhu cầu về vật chất, chứ không thể chữa lành cho tâm hồn. Đối với nhiều người cao tuổi, họ đã trải qua đủ các cung bậc thăng trầm của cuộc sống, họ nhìn thấu được những sự kết thúc, sự chia ly, hạnh phúc hay thịnh vượng. Hơn hết, họ hiểu rõ những gì mình thực sự mong muốn và theo đuổi. Khi ấy, tiền bạc hay vật chất cũng không phải vấn đề hàng đầu. Cái mà họ theo đuổi chính là sự bình yên trong tâm hồn và sự thoải mái tinh thần. Một thái độ tích cực và lạc quan có thể giúp chúng ta đối mặt tốt hơn với những thử thách và khó khăn khác nhau trong cuộc sống, chấp nhận con cái bận rộn. Thêm một điều nữa để duy trì một thái độ tốt là bạn cũng nên chấp nhận việc con cái trở nên bận rộn hơn và không thể dành toàn thời gian cho mình. Khi chúng ta già đi, con cái cũng sẽ dần trưởng thành, bắt đầu sự nghiệp và cuộc sống riêng của mình. Vì công việc và cuộc sống nên họ sẽ không thể dành toàn thời gian cho cha mẹ và gia đình. Khi ấy, các bậc phụ huynh cần thấu hiểu và chấp nhận sự bận rộn của con. Đồng thời, ta cũng không nên phụ thuộc quá nhiều vào họ. Thay vào đó, chúng ta có thể liên lạc và chia sẻ cuộc sống với con qua các phương tiện mạng xã hội. Điều này không chỉ giúp nâng cao tình cảm gia đình,
mà còn giúp bạn thích nghi tốt hơn với cuộc sống bận rộn. Buông bỏ hận thù mâu thuẫn trong quá khứ. Trong cuộc đời, bạn không thể tránh khỏi việc chúng ta sẽ gặp những xung đột, khó chịu, ấm ức và điều này sẽ như một vết thương ghim hẳn trong trái tim. Thế nhưng nếu chúng ta quá tập trung và quan tâm đến chúng nó, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tâm trạng. Vậy nên, học cách buông bỏ những mối hận thù và xung đột trong quá khứ cũng là một phần quan trọng để duy trì một thái độ, một tâm trạng tốt. Bạn có thể cố gắng nhìn chúng ở góc độ tích cực hơn, hiểu và tha thứ cho người đã làm tổn thương mình. Điều này không chỉ đem lại sự nhẹ nhõm và bình yên trong tâm hồn, mà còn giúp chúng ta đối mặt với cuộc sống một cách tích cực và lạc quan. Một người bạn đời thực sự. Bạn đời là người đồng hành và bên cạnh chúng ta trên cả hành trình của cuộc đời, đặc biệt khi về già. Có một người thật sự thấu hiểu và yêu thương bên cạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất. Khi còn trẻ, nhiều người luôn bận rộn với sự nghiệp, con cái và hiếm khi có thời gian dành cho bạn đời. Thế nhưng, họ mới chính là người san sẻ và ở bên cạnh chúng ta cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Có một người vợ, chồng tâm lý, yêu thương và chiều chuộng còn thích hơn rất nhiều tiền bạc hay vật chất. Có một người như vậy, những năm tháng về già bạn sẽ trọn vẹn và ý nghĩa hơn rất nhiều. Ngoài việc giữ một tâm lý, thái độ thoải mái, tích cực và quan tâm đến bạn đồng hành, người cao tuổi cũng nên quan tâm đến sức khỏe, thể chất của bản thân, bởi chỉ khi khỏe mạnh, bạn mới có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho quý khán giả. Từ đó quý khán giả có thể đón lành, tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý khán giả vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.